Ơi, chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của Lát ST nha. Ngày hôm nay sau khi nghỉ dịch thì Lát sẽ quyết định làm cho anh em một cái clip. Trong thời gian nghỉ dịch mà anh em có tiền thì anh em có thể sẽ đi mua xe cũ mà đúng không? Thì với những kinh nghiệm một người không có kinh nghiệm gì hết thì làm sao để mà có thể mua một con xe ưng ý nhất, và cũng như là một khi mà anh em mua xe là không có bị thuốc á. Thì bản thân Lát không phải là chuyên gia gì hết. Ngày hôm nay vinh dự mời một anh cu ly trưởng đến từ BHA Bửu Long có thể chia sẻ kinh nghiệm này cho anh. Alo, anh ơi, vô. Chào anh em. Alo, anh ơi, vô. Chào anh em. Thì nói chung là mọi thứ hôm nay Lát tới cũng hơi bất ngờ, mình cũng không có chuẩn bị trước, nên là anh em thấy mọi thứ nó cũng hơi bừa bộn. Mấy ngày nay xe cũng hơi nhiều, sau cái đợt dịch thì xe anh em hỏng cũng khá là nhiều, nên là anh em thông cảm cho. Rồi thì cái chủ đề cũng như Lát nói là mình sẽ chia sẻ với anh em một số những cái kiến thức cơ bản và những cái mà đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để anh em muốn mua một con xe đã qua sử dụng như thế nào để cho nó ưng ý và nó cũng giảm thiểu đi những cái rủi ro mà anh em tốn kém sau này. Ở trên cái kênh của em á, em đã gặp rất là nhiều trường hợp luôn, đó là mỗi khi mà các bạn đó là mua xe mới luôn thì các bạn đó tự nhiên cứ hí hái hẩn xách xe chạy về, cái rồi trên xe rồi tự nhiên xuất hiện một cái vài lỗi, tại vì họ nhiều khi test ngay thời điểm đó nó không có ra, nhưng mà phải khi mà tới lúc vận hành xong rồi thì nó mới ra được cái vấn đề. Tự nhiên đang chạy cái tụt hụp cái tắt máy, hoặc là những cái trường hợp nó giống như chạy xong lúc đầu không thấy bị gì hết, nhưng mà tự nhiên hồi cái cổ có lắc, khi mà đập vô mắt của mình chắc chắn sẽ là ngoại hình xe rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ không nói cái vấn đề xe mới đi. Mình tóm gọn lại thì anh em mua một chiếc xe cũ, điển hình là cái dòng Bridgestone này, thì đầu tiên mình sẽ đi nhanh vào cái chi tiết trước, là anh em sẽ nhìn vào cái tổng quan bên ngoài. Okay. Nhìn tổng quan bên ngoài trước là xe có liền lạc hay không, đấy, có móp méo hay là có cũ hay là bị bạc, cái màu. Chi tiết bạc màu hay là rỉ sét, thì đó là cái hầu hết tất cả mọi người họ đều nhìn vô cái đầu tiên. Thì mình cũng sẽ đặt cái vị trí mình như anh em mình đi mua xe, mình sẽ nhìn như vậy. Thì đầu tiên mình sẽ xem nước sơn là nước sơn zin hay là nước sơn sơn lại. Được. Bình xăng, những cái chi tiết này là nó sẽ hiện lên cốp xe, bình xăng, phụ, vành, máy. Đấy là những cái bên ngoài, thì bình xăng có móp hay không, có chảy hay không. À, khoan, để nói về cái nước sơn nè. Ngay cả bản thân Lát trước khi mà mua con xe này cũng đã từng bị một cái trường hợp lỗi. Mình không muốn nêu tên của cái tiệm nào hết, nhưng mà cái tiệm đó khi mà bán cho mình là con xe mới 100%. Nhưng mà khi gỡ cái ốp này ra đó thì so với cái màu của cái bình xăng nó là hai màu khác nhau, các bạn nên nhớ nha. Màu ốp và màu bình xăng lúc nào nó cũng sẽ tương đồng với nhau. Trong trường hợp nếu mà có sơn cái này đi nữa thì họ sẽ không có sơn ở bên trong được, có thể nó sẽ phản cái màu nó ra được một tí. Thì mình nhìn ở bên trong của mình cái ốp cũ á thì nó lại ra màu xám, chỉ có nghĩa là con xe này nó từ màu xám nó sơn thành màu đỏ, sau đó đổi, có thể đổi được giấy tờ nha. Mình nói cái này có thể đổi được giấy tờ được thành màu khác nha. Cho nên đó không phải là màu nước sơn zin, anh em cũng nên chú ý kiểm tra về nước sơn. Rồi, thì nói về phần nước sơn, anh em không phải là thợ, đúng không? Anh em sẽ không thể nào biết được đâu là nước sơn zin và đâu là nước sơn sơn lại. Thì chúng ta có thể nhìn một cái gọi là cái đánh giá giống như Lát vừa mới nói, thì mình có thể sơ bộ mình nhìn vậy thôi. Nhưng điều quan trọng hơn là cái người chủ xe họ bán cho mình với một cái tiêu chí là thành thật với nhau hay là không thôi. Đúng rồi. Chúng ta đặt niềm tin có đúng chỗ hay là không thôi. Đúng rồi. Đấy, anh em cũng phải hiểu được cái nước sơn zin nó lại bền hơn cái nước sơn mà chúng ta sơn lại. Chính xác. Và giá trị con xe nó sẽ khác đi nằm ở chỗ đúng đó. Rồi. Rồi, một điều lưu ý đầu tiên đó chính là nằm sẽ ở nước sơn. Nước đó, sơn nhìn nước có sơn. Thể gọi sơn đen của phuộc, gọi sơn màu của cái xe luôn nha anh em. Rồi, cái xe thì nếu mà đã qua sử dụng lâu hay chưa tùy theo cái đời của nó. Rồi. Và đánh giá qua phần nước sơn, nếu mà nước sơn mà sử dụng lâu thì nó sẽ có dấu hiệu xuống màu. Đúng rồi. Nước sơn nó sẽ không còn trong, không sáng, đúng không đẹp nữa. Và những cái nước sơn đen thì nó sẽ xuống màu như thế nào, bắt đầu nó hơi bạc 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 ở đây rồi. Chúng ta sẽ đánh giá đôi khi là đừng có đánh giá qua đồng hồ con km, tại vì đúng nó rồi. Không thực sự là khi chúng ta đi mua xe cũ phải xác định một điều trong đầu là không tin tưởng vào đồng hồ con km, mọi thứ đều có thể thay thế.
Về phần máy móc thì anh em sẽ nổ máy lên, hầu hết ai cũng sẽ nổ, biết không biết gì cũng nổ lên. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề mà nổ xong mình không biết mình nghe được thấy cái tiếng gì cũng không phân biệt lên. Được. Thì mình đặt vị trí mình như anh em, mình sẽ nổ lên mình nghe rồi có nó có cái gì đó lạ hay không. Rồi. Cái tiếng nó có gì đó lạ hay không. Rồi. Rồi mình được thì mình xin chủ xe cho chạy vòng thử coi như thế nào. Có một cái điểm lưu ý đặc biệt như vậy nè. Thì cái tiếng kim phun của con xe này đi là dòng xe của FE. Đối với những anh em nào mà chưa biết về dòng xe này thì đây là một con dòng xe của FE, có nghĩa là phun xăng nhiên liệu điện tử. Thì cái tiếng kim phun của nó rất là to nha anh em. Nhiều khi anh em tưởng lộn của nó là nhiều khi đúng là tiếng cam cò kêu, nhiều khi họ không biết, họ nói chỗ xe gì mà cam cò kêu to dữ vậy. Tiếng cam cò này nó xuất phát từ bên trong của cục máy, còn cái này là tiếng kim phun, nó sẽ các bạn nghe nó sẽ bên trái bên phải của các bạn, cái bên mà gần với lại phần này nhất là các bạn nghe sẽ tiếng tạch 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 tạch. Thì mình sẽ giải thích thêm cái vấn đề đó luôn, tức là khi xe nào FE nó cũng sẽ có những cái tiếng kim phun tương tự như vậy, chỉ có điều là đối với những dòng xe khác thì nó đặt cái vị trí kim phun nó không phải nằm ở đây, nên chúng ta sẽ nghe nó nhỏ hơn. Có thể là exciter hay tất cả dòng underbone thì họ sẽ có thêm một lớp nhựa khoác ra, nên nhiều khi nó cách âm cái tiếng đó. Mình nói riêng về cái dòng Piston này đi, thì máy nó nằm ở đây nó không có một cái sự che chắn bởi cái dàn nhựa so với những xe kia. Thì chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề ở đây là tiếng kim phun hơi to, máy móc mình nghe cái tiếng máy nó hơi lớn. Và đặc biệt nữa là cái cảm giác nhiệt nóng ở chân. Sau khi kiểm tra giống như là nước sơn, dàn bên ngoài là bánh niềm lốp có còn dày hay không. Đúng rồi. Lốp còn gai nhiều hay không, thắng đĩa có hoạt động tốt hay không. Rồi thắng trước thắng sau, quan trọng nhất là bộ thắng. Nhưng mà những cái này thì chúng ta cũng có thể sửa chữa khắc phục rất là dễ dàng. Đúng rồi. Không có gì khó khăn. Đây, đây theo em thấy thì cái phần mà dễ bị hư anh em phải nên kiểm tra trước, đa số sẽ là phần cái phục này. Vậy thì theo anh cách để mà kiểm tra cái phục này nó còn ổn định hơn hay không thì mình sẽ làm kiểm tra cách nào? Đầu tiên mình nhúng không? Không, hay mình bẻ? Thực ra là mình phải chạy. Phải chạy thử mới biết. Đúng rồi, mình chạy đôi khi phục nhúng tại chỗ. Nhúng tại chỗ nó không biết được, mình chỉ biết được đó là nó có nhúng lên xuống hay không thôi. Đúng rồi. Mình phải chạy là nó có đều hai cái tay hay không, nó có nặng bên nào, nhẹ bên nào. Hay là nó xuống ổ nó có bị kêu, hay là nó xuống sâu quá, hay là nó cứng quá. Thì cái đó trong quá trình mình chạy mình mới biết được. Chứ còn đứng nhúng là mình không thể nào mình biết được đâu. À, em có một cái trường hợp này rất là hay. Nếu như mà nói á, là xe bao đâm đụng thì đúng là ok thiệt, là có khi mà đôi khi mà con xe này mình chạy mình cảm thấy bị nỉển giống xe của em. Xe em chưa bao giờ bị gọi là bị đụng xe bất cứ một lần nào hết. Nhưng bị vấn đề sườn. Bị vặn sườn ở đó, nhớ không? Cái vấn đề bị vặn sườn đó thì sao? Người ta bao đâm đụng. Đó thì người ta bao đâm đụng, xe không đụng nhưng mà xe bị ngã. Xe bao đâm đụng nhưng mà xe bị ngã. Trong cái lời nói họ không có rõ ràng thôi. Đúng rồi. Anh em cũng nên cẩn thận trong việc này nha. Khi mà chạy xe mà cảm giác mà xe bắt đầu nó hơi nghiêng, nhiều khi họ không biết á là sẽ bị cứ tưởng bị lỗi ở ngay cái chỗ cái cản ba này. Thì nhiều khi đi nắng hoài sao không bị, mà không hết hoài luôn. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở cái sườn thì đó, cái mà anh em nên lưu ý kiểm tra nha. Lát cũng có một mẹo như thế này nè. Nó giống như anh Duy như các bạn vừa mới được chia sẻ xong á, là khi các bạn mà đi mua xe này thì các bạn, cái này hơi mẹo vặt nhỏ xíu thôi, các bạn nói với lại cái người mà bán á, có chịu ký cam kết trong trường hợp mà không đúng cái sự thật mà bên kia họ nói không thì có thể hoàn trả lại tất cả mọi thứ hay không. Đó, thì các bạn cũng có thể làm như vậy để tránh cho trường hợp các bạn mua xong rồi các bạn bị như thế này rồi bên kia lật lộn, đúng không? Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ test sơ nhẹ cái đi, thì mình coi trong cái phần lớp thì lần lớp như thế nào gọi là ổn định. Khi mà đầu tiên là mình sẽ check vô cái phần lớp trước nè. Đây là một cái phần mà dễ bị hao mòn nhất. Thì theo anh đánh giá như thế nào về những cái phần lớp như thế thì như thế nào sẽ là ok nhất? Cái gai lớp nó phải còn dày. Nó phải còn dày. Nhưng mà thực ra mình đánh giá là để mình đi thôi chứ không phải là để mình mua. Tại vì nó vẫn chạy ổn hay không, hay là cái tiền thay thế nó sẽ trừ vô trong cái phần tiền đó. Đúng không? Em nói đơn giản một người mà đi mua, nếu như mà có điều kiện thì em mua tới cái gì luôn rồi. Tất cả mọi thứ đều có thể thay thế. Đúng rồi. Đúng không? Thì cho nên là khi mà anh em tới mua con xe anh hãy nhìn những cái chi tiết đó. Lớp này có đủ dày để đảm bảo cho anh em chạy hay không? Rồi. Thứ nhất, thắng có đủ ăn để anh em chạy hay không? Có đục khoét sườn hay không? Đúng rồi. Đúng không? Có đục khoét sườn hay sườn không? Nó có mục rửa hay là nó có xét hay là nó có bị những cái vết gì đó hay không? Nước sơn còn đẹp hay không? Nhất là trong những cái phần này nè. Vì số khung số sườn nó bị lộ ra. Đúng rồi. Cho nên rất dễ bị cà. Cho nên anh em phải để ý kỹ nha. Nếu không thì có thể họ sẽ thay, họ đóng cái tên khác lên sao. Nhưng đúng là không? Khó khăn khi mà nó, nếu mà nó đã bị ở đây quá mòn nhiều, khó khăn cái vấn đề xét. Anh em làm giấy tờ xe. Cài số sườn số máy không được. Cái lúc đó là
đồng ý là xe thật đó, giấy tờ thật đó, nhưng mà sau này anh em sang tên làm cũng được. Đúng rồi. Thì nó cà nó bị mất số. Đó. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Nói về nổ máy thì nó chuyên sâu, rồi anh em không phải thợ nên cũng không nghe được, không biết được là nó có hư hỏng gì đúng không. Rồi. Nên tốt nhất là anh em hãy bỏ một ít tiền dẫn cho cái người thợ nào đó theo. Đó, hoặc là anh em có thể đem trực tiếp đến một cái địa chỉ nào đó, hai người hẹn nhau rồi nhờ thợ coi giùm là xe có ổn hay không anh, xe nó có kêu hay không anh, chạy nó có đảm bảo hay không anh. Đấy, cũng không có nhiêu đâu, một ly cà phê đá hoặc là 100-200 ngàn gì đó thôi. Nhưng mà nó mang lại cái sự yên tâm hơn. Nói về trong cái phần này dễ mà lộ cái mặt trước mặt của em trước, đó chính là cái phần cổ bô này nè anh em. Thì theo anh đánh giá thì tại vì cái bô của Lexus nó rất là dễ xét. Thì theo anh đánh giá như thế nào, mình có thí dụ mà mỗi lần mà gặp trong những cái trường hợp mà cổ bô hay cái lon bô mà nó bị xét quá như vậy á, thì mình nên nói chuyện với cái người bán nó như thế nào? Cái xét này thì cái gì nó cũng sẽ hao mòn theo thời gian. Thí dụ anh em có thể nhờ thỏa thuận với cái người bán là anh ơi này nó xét quá, anh giúp em có thể là thay cái cổ này đi, cái cổ này nguyên cái cổ này thay đi thay mới, hoặc là mình có thể giống như là quấn nó lại theo trở về giống như classic. Nhưng mà tốt nhất anh em nên thay đi, không có bao nhiêu tiền, mấy đúng trăm ngàn thôi, anh em dễ thỏa thuận với nhau mà. Với lại như vậy nè, tại vì đây là một con, mình cũng nói luôn, con này là con có thể gọi là giá rẻ trong phân khúc của xe classic. Đúng rồi. Cho nên những cái vật liệu của nó, mình nói thật luôn, nó sẽ không thể nào so sánh được như BMW hay những cái dòng cả trăm triệu. Thậm chí luôn, mình nói thiệt luôn, cũng không thể nào so sánh được như dòng của Honda hay Yamaha được. Tại vì các bạn biết sở hữu một con xe nó rất là khó rồi, nhưng để mà sở hữu được con xe giá rẻ thì đồng nghĩa nó sẽ cắt giảm một số chi tiết và chất lượng của sản phẩm. Những chi tiết nhỏ giống như thắng dĩa hay là con heo dầu hay cái ben đạp hay như thế này như thế kia, mình nói thật luôn là không thể nào mà đảm bảo được tốt 100% cho anh em được. Là tại vì những cái này á, là đồ nó dễ hao mòn hơn so với những cái đồ có phân khối lớn rất là nhiều. Nó giống như một cái dĩa titan hay cái dĩa gì mình đó, mình chỉ mang cái tính chất gọi là tham khảo. Đúng tương rồi. Đối chứ không thể nào mà tuyệt đối mình cứ tuân theo những cái điều đó để mình mua chiếc xe được. Ví dụ những cái chi tiết mà anh em có thể deal được với chủ á, thì anh thấy dĩa này giờ nó mòn quá rồi, em chuẩn bị thay cái dĩa này nè. Cái cộng sên bây giờ nó kêu quá anh ơi, hiện tại thì bây giờ nó mòn răng hết rồi, thì bây giờ em phải cần thay thêm cái dĩa này. Cái nhông hiện tại là bây giờ nó cũng mòn luôn rồi, em sẽ thay cái nhông, cái bộ nhông xem dĩa là tốn bao nhiêu đó tiền rồi. Đó. Rồi cái thứ hai là cái lốp nè. Còn dĩa trước cũng vậy nè. Đèn của anh hiện tại bây giờ bị như thế này, bị lỗi nhỏ hoặc là như thế này. Đó là những cái chi tiết nhỏ anh em có thể gọi là cộng trừ tiền vô, đó là cách để anh em có thể điêu tiền giảm xuống. Đó. Còn về chi tiết cục máy, thiệt sự để mà nói về cục máy thì chắc mình phải nói tới cả tháng trời luôn á. Không, nói nhiều thứ để nói lắm, nhưng mà tổng quan anh em tốt nhất là cứ nhờ một cái người nào đó họ biết, họ có kiến thức về xe, họ sẽ nhìn cho anh em rất là rút ngắn được cái khoảng thời gian tốn kém đi tới đi lui. Thứ hai nữa là về cái mức độ đảm bảo rồi cho chiếc xe để anh em chạy và sửa chữa nó tốn khoảng bao nhiêu tiền. Rồi đó. Rồi và cái phần mà dễ nhất coi nhất đó chính là cái phần ben đạp. Đây, cái phần ben đạp khi mà anh em check thử coi đây là ben đạp zin hay là ben đạp độ. Nếu mà những cái dòng xe cũ từ 2018 trở xuống á, anh em mà mỗi lần mà coi có ben độ thì mình không nói rồi, xe bên này chỉ cần có thể gọi là thay đổi, nhiều khi để lâu á anh nghe nó bị thay đổi áp suất dầu, cho nên anh em sẽ thay dầu mới thôi, không sao. Nhưng mà nếu mà đối với những dòng ben đạp cũ á, thì anh em nhớ phải check cho kỹ nha, tại vì nhiều khi nó bị kẹt bánh sao. Đối với những bánh này thì không bị vấn đề, nhưng mà nó bị cải sên nè, không sao á. Thì cái này là chuẩn bị đào mà sẽ cắt. Đây là cũng là điển hình là một con xe vừa mới nghỉ dịch 2 tháng rưỡi thì vừa mới xách qua đây đó. Bây giờ mình sẽ rút gọn lại. Rút gọn lại là anh em cần làm những cái gì mua một chiếc xe cũ. Thì đó là quan sát tổng thể, nhờ một cái người thợ nào đó có thể nghe cho anh em cái máy, rồi quan sát coi là cái máy nó có ổn định hay không. Rồi nhìn tổng thể, nhờ cái người đó xem tổng thể là xe nó có ổn định, có đảm bảo an toàn để chạy hay không, và những cái chi tiết nào cần phải sửa chữa, hư hao. Đấy, rồi việc nữa quan trọng là cái người chủ bán, cái chế độ hậu mãi của họ đối với anh em có cảm thấy được an toàn hay không. Thì nhân tiện đó thì Lát cũng thiệt sự ra qua khi mà làm cái clip này thì Lát cũng có một cái tâm sự nhỏ gửi đến cho anh em, đó chính là thiệt sự là nếu mà trong trường hợp những anh em nằm ở thành phố Hồ Chí Minh mà anh em mà không biết xem xe hay là anh em không biết có thợ hay là như thế nào á, thì Lát cũng có thể coi như là mở một cái dịch vụ nhỏ, lấy một cái phí gì đó tượng trưng, ví dụ mà anh em mà có cần thiết để mà check xe á, thì anh em cứ thể liên hệ trực tiếp với Lát thông qua kênh Facebook của Lát, hoặc là số điện thoại Lát có để trên đó, thì anh em có thể đến, thì Lát sẽ nhờ đến trực tiếp đến anh Duy, thì anh Duy có thể kiểm tra đó cho anh em đó. Rồi
Rồi cảm ơn anh Duy đã chia sẻ với cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay và cũng cảm ơn anh Duy. Ôi, hấp vô anh. Có mấy tháng mà mang bầu 4 tháng rồi. Hấp rồi. Vô đừng hỏi nữa nó không được. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh rồi. Em vào clip sau nha. Nhớ like với nhớ subscribe cho Lát để cho mình sẽ có động lực làm nhiều thêm clip hơn. Rồi thank you anh em.